Nếu như năm 2024, nền kinh tế Việt Nam chấn động mạnh bởi vụ án Vạn Thịnh Phát thì năm 2022 cũng có một vụ lừa đảo khiến dư luận bàng hoàng mang tên Tân Hoàng Minh. Dù số tiền chiếm đoạt không là gì so với bà Trương Mỹ Lan nhưng vụ việc này đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc hơn 20% chỉ trong 2 tháng và thị trường trái phiếu thì rơi vào khủng hoảng kéo dài đến tận 2 năm. Hãy cùng The Brokers khám phá toàn cảnh vụ án Tân Hoàng Minh. Nhấn like video và đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và phân tích sâu hơn về thị trường và doanh nghiệp. Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập bởi ông Đỗ Anh Dũng. Trước khi thành lập Tân Hoàng Minh, ông từng có 5 năm công tác ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Ông cũng từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Liên hiệp Xuất khẩu Điện tử Quang học LOP thuộc Viện Khoa học Việt Nam phân viện Thành phố Hồ Chí Minh. Vì một lý do nào đó, ông từ bỏ lối sống văn phòng ổn định 8 tiếng một ngày để gia nhập vào đường đua kinh doanh. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1993, ông thành lập công ty trách nhiệm thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, chính thức đặt chân vào thương trường với hệ thống taxi V20. Nếu bạn chưa biết thì taxi V20 từng là thương hiệu vô cùng uy tín, nổi tiếng trong những năm 2000. Hãng từng có gần 1.000 xe, chiếm 25% thị phần trên 3 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội. Để dễ mường tượng thì bạn cứ nghĩ V20 có độ phủ sóng tương tự như xanh SM ở thời điểm hiện tại ấy. Cho đến năm 1998, Đỗ Anh Dũng đã thành lập nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ với thương hiệu RATEC, được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những nguồn thu chủ chốt khi đem lại lợi nhuận từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho Tân Hoàng Minh trong thời kỳ đầu phát triển. Từ năm 2006 trở lại đây, Tân Hoàng Minh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty thành viên dự kiến đạt trên 30.000 tỷ đồng. Một con số lớn hơn rất nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán như là Đất Xanh, Novaland, Sông Đà. Trong đó, công ty mẹ Tân Hoàng Minh có tài sản trên 13.932 tỷ đồng, biến doanh nghiệp này trở thành một tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực như là bất động sản, xây dựng, chứng khoán, du lịch, khách sạn. Các công ty con nổi bật là Ngôi sao Việt 7.013 tỷ đồng, Soleil 5.897 tỷ đồng, Phú Thanh 2.465 tỷ đồng, Cung điện Mùa Đông 1.182 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đang sở hữu hàng loạt dự án đắt đỏ tại các khu đất vàng khắp Hà Nội, hầu hết đều là những địa điểm bề thế và đắt giá bậc nhất thủ đô như dự án Nê, Palais Louis Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Tân Hoàng Minh Đại Cổ Việt D, Jardin Royal D, Le Pond D'or ở Hoàng Cầu, Đống Đa, hay tòa nhà Tân Hoàng Minh ở phố Quang Trung, Hai Bà Trưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hoàng Minh cũng có những dự án lớn như khách sạn Elegant tọa lạc tại đường Bùi Thị Xuân và tòa nhà văn phòng, tổ hợp dịch vụ ở 23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến năm 2021, do vay nợ lớn và ảnh hưởng của đại dịch Covid, tài chính của tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn. Nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành. Đối mặt với khó khăn từ các khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông Dũng chỉ đạo con trai mình là Đỗ Hoàng Hiệp tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Thời điểm đó, số lượng trái phiếu mà tập đoàn này phát hành ra thị trường rất là lớn, nhưng đâu phải cứ bán trái phiếu là sẽ có người mua. Thế là cha con Tân Hoàng Minh đã chơi chiêu đánh vào lòng tham con người khi công bố mức lãi suất lên đến 11 đến 12%, tức là cao gấp 2 lần so với ngân hàng, nhờ đó mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Ngay từ đầu, ông Dũng đã thống nhất không dùng Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu. Cũng dễ hiểu vì đơn vị này đang sở hữu nhiều công ty con. Số liệu tài chính thì phức tạp sẽ khiến nhà đầu tư e ngại về tính minh bạch của doanh nghiệp, từ đó có thể khiến việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn. Và thế là 3 công ty con được lần lượt là công ty bất động sản Ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông, được chỉ đạo để phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn Tân Hoàng Minh. Mục đích phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp, trong đó chủ yếu là người dân. Phi vụ lừa đảo bắt nguồn từ đây với 3 bước cơ bản như sau. Bước 1, đánh bóng các báo cáo tài chính tạo lãi khống để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Tân Hoàng Minh đã móc nối với công ty kiểm toán Nam Việt và công ty CPA Hà Nội làm giả số liệu báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 sao cho các số liệu phải khiến các công ty con này đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Bạn tưởng làm giả báo cáo tài chính là xong ư? Đó chỉ là bước đầu thôi. Bước 2, qua mặt các công ty thẩm định. Theo luật, để một doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu, sau khi hoàn tất quá trình kiểm toán, các công ty thẩm định phải vào cuộc để đánh giá năng lực tài chính của công ty đó. Quá trình này bao gồm xem xét báo cáo tài chính và kiểm tra các tài sản đảm bảo. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, SHB và các công ty thẩm định giá cũng chấp nhận số liệu mà Tân Hoàng Minh cung cấp mà không thèm đi kiểm tra thực tế. Và thế là ông Dũng đã dễ dàng qua được cửa ải thẩm định, đủ điều kiện để phát hành trái phiếu. Trong đó, có 5 công ty chứng khoán cũng tham gia vào việc phát hành trái phiếu cho Tân Hoàng Minh là An Bình, Bảo Việt, Agriseco, EVR và KIS. 5 công ty chứng khoán sau đó bị phạt từ 310 triệu đồng đến 400 triệu đồng và lập biên bản nhắc nhở. Các ngân hàng theo điều tra thì không có thông đồng với Tân Hoàng Minh nên chỉ bị nhắc nhở nhẹ. Bước 3. Hợp pháp hóa việc mua bán trái phiếu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo quy định, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua trái phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những người có giá trị danh mục chứng khoán đầu tư trên 2 tỷ đồng hoặc có thu nhập chịu thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Tân Hoàng Minh đã lách luật bằng cách đứng ra mua trái phiếu của công ty con trước rồi bán lại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Lúc này Tân Hoàng Minh sẽ đóng vai nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn các nhà đầu tư mua lại gọi là nhà đầu tư thứ cấp nên không cần chức danh nhà đầu tư chuyên nghiệp nữa. Bên cạnh đó, ông Dũng còn thuê hàng ngàn pháp nhân làm đại diện pháp luật. Lúc này ông Dũng lấy tiền trong tài khoản của Tân Hoàng Minh với tổng giá trị khoảng 70 tỷ để mua trái phiếu từ các công ty con rồi sau đó bán lại. Nhưng khổ nỗi THM chỉ có 70 tỷ thì không thể nào mua hết được 9 lô trái phiếu cả mấy nghìn tỷ từ các công ty con được. Vậy là trong cái khó ló cái khôn, ông Dũng đã dùng thủ thuật sau khi mua trái phiếu từ các công ty con xong, các công ty con sẽ rút tiền ra đưa lại cho Tân Hoàng Minh thông qua giao dịch ngầm. Quá trình rút nộp này diễn ra tận 56 lần. Sau đó, liên tục luân chuyển vòng qua các cá nhân, mua trái phiếu, rồi cuối cùng lại về tay Tân Hoàng Minh. Cuối cùng, chỉ với 70 tỷ trong tay, Tân Hoàng Minh đã dùng 3 công ty con là công ty Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông huy động được hơn 13.972 tỷ đồng. Mua được các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ với chi phí bằng không rồi đem đi bán cho 6.600 nhà đầu tư và thu về số tiền 14.000 tỷ đồng. Mọi con số trên giấy tờ đều là ảo và mô hình này đã mang Tân Hoàng Minh từ bờ vực nợ nần đến một bước lên mây. Bước 4. Chiếm đoạt tiền nhà đầu tư và sử dụng sai mục đích. Trong số 14.000 tỷ huy động từ nhà đầu tư, đương nhiên Tân Hoàng Minh sẽ không đầu tư theo như hồ sơ phát hành trái phiếu mà lấy hơn 5.165 tỷ trả tiền trái phiếu cho các nhà đầu tư đến hạn trước, trả nợ gốc lẫn lãi vay của các ngân hàng tổng cộng 1.976 tỷ đồng, thanh toán cho các dự án 4.568 tỷ đồng, đặt cọc 600 tỷ cho mảnh đất vàng tại Thủ Thiêm. Thú vị là ông còn làm từ thiện 62 tỷ, thua lỗ 153 tỷ khi đầu tư mã chứng khoán VPB và phần còn lại thì dùng để trả chi phí cho tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng như các chi tiêu cá nhân. Cho đến thời điểm khởi tố vụ án, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.600 tỷ của 6.600 nhà đầu tư được xác định là tiền chiếm đoạt. Số dư còn lại trên tài khoản công ty chỉ có 214 tỷ đồng. Đặc biệt, vụ đặt cọc đất tại Thủ Thiêm đã biến Tân Hoàng Minh thành cái tên gây chấn động thị trường bất động sản khi giành quyền trúng thầu 4 lô đất mang ký hiệu 3-12. Với tổng diện tích lên tới 10.060 m2 với giá 24.500 tỷ đồng, mức giá trúng thầu là 2,45 tỷ đồng một m2, kỷ lục ở Việt Nam. Nhưng đến cuối năm 2021, Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Anh Dũng còn gây sốc hơn khi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng đầu thầu đình đám trên và được cho là bỏ số tiền đã cọc hàng trăm tỷ với lý do nhận thấy rằng việc chúng đấu giá như vậy dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định hủy bỏ 9 đợt trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh. Ngay sau đó, ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dũng cùng 5 người khác, trong đó có con trai Đỗ Hoàng Việt về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Tân Hoàng Minh đã đưa ra cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cho các trái chủ. Trong quá trình điều tra, ông Dũng cũng đã giao nộp 8.643 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Nhờ hành động này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh được đánh giá là đã thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp điều tra nên đang được xem xét các yếu tố giảm nhẹ khi thi hành xét xử. Dù là một trong số ít những vụ lừa đảo mà số tiền chiếm đoạt được hoàn trả đầy đủ, dù vậy những hậu quả mà nó gây ra vẫn còn ở đó. Một doanh nghiệp top đầu thị trường đi lừa đảo hàng chục nghìn tỷ mà vẫn qua mắt được các cơ quan chức năng cùng với các tổ chức tài chính lớn. Sự việc này khiến các nhà đầu tư dần mất niềm tin về thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường đầu tư nói chung. Từ sau vụ Tân Hoàng Minh, đã có một cuộc khủng hoảng diện rộng xảy ra trên thị trường trái phiếu. Nhà đầu tư không còn niềm tin nên đã ồ ạt rút tiền đầu tư kênh trái phiếu, tạo nên một làn sóng vùi dập các quỹ đầu tư trái phiếu trên thị trường. Gần đây, lại thêm vụ việc của Trương Mỹ Lan được phơi bày ra ánh sáng như một đòn chí mạng giáng vào niềm tin của các nhà đầu tư. Liệu rằng sau những vụ lừa đảo lớn được bóc trần, các doanh nghiệp khác có đủ vững vàng để lấy lại niềm tin đã mất từ các nhà đầu tư hay không? Hãy cùng The Brokers dõi theo những tin tức hot trên thị trường tài chính ở những video sau nữa nhé. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video tiếp theo của The Brokers để cập nhật thêm những case tài chính nổi tiếng trên toàn cầu. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.